Bây giờ thì Tú Vi có thể giới thiệu bản thân của mình rõ hơn, cũng như là em bé nhà mình bao nhiêu tuổi, tên gì, để cho quý vị khán giả được biết rõ hơn nè. Tú Vi xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Mình là Tú Vi, nghề nghiệp là diễn viên, có người chồng tên Lê Văn Anh, người con tên Lê Thị Cuốn. Bây giờ thì được 21 tháng rồi chị, gần 2 tuổi. Mới gặp Lê Thị Cuốn, mà Lê Thị Cuốn rất là đáng yêu, trội dễ thương lắm, tóc đi cột chỉ chỉa ra vậy nè, mão dài cưng lắm. Trời, 20 mấy tháng thì đang rất là gọi là đỉnh cao của bỉm sữa đó. Đúng rồi. Nó đáng yêu đúng không, nhưng mà cũng có những lúc nó rất là trong gương mặt, trong cái gương mặt của sự đáng yêu á, đầy vẻ hoang mang. Nó đáng yêu lắm. Là sao? Em nói đáng yêu lại phải nghĩ ngay tới những lúc nó rất là chướng, bởi vì bé này nó kiểu như tính nó hơi giống em hay sao á. Nó bướng bỉnh mà nó không giữ. Thôi bây giờ thì chúng ta bắt đầu câu chuyện bằng cái hành trình mà mình mang thai. Mà trước khi mình mang thai thì mình phải biết tin mình có thai. Cái lúc đó thì mình như thế nào? Cái lúc mà em biết tin em có thai ấy, em phải nói trước lúc đó đi nha, là em đang bị bệnh, mà em bị cảm cả tuần rồi. Thường á, em mà chỉ mới chớm mà em sẽ uống thuốc liền cho nó hết. Mà lần đó em nói thôi cứ để cho nó tự hết đi, em không uống mà cả tuần lễ luôn. Xem thấy em cứ bị hoài, em cứ bị cảm hoài. Đợt đó em cũng đang làm răng nữa thì phải uống thuốc giảm đau. Mà kháng sinh. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó em lại không chịu uống. Sau một tuần đó thì em mới giống như là em nghiệm, tại vì em theo dõi cơ thể mình nó cũng sát lắm. Thật ra em biết ngày nào em rụng trứng luôn á chị. Thí dụ như em canh từ cái ngày đó thì em thử bằng que, thì mới sau đó khoảng 3-4 ngày gì đấy thì nó không có, nó vẫn chưa lên cái kết quả, thì em nghĩ chắc không có. Và sau đó một tuần thôi em nghĩ thôi để mình thử lại thì mãi sau khoảng 15 phút thì mới thấy nó lên rất là mờ. Thì em mới chụp hình em gửi cho Văn Anh. Văn Anh coi, Văn Anh lúc đó đang dạy piano. Vừa coi xong thì, tại vì cái trung tâm dạy cũng là ở nhà luôn á chị. Thì ảnh chạy qua ảnh kiểu giống như là xác thực lại đúng không? Thiệt không? Thiệt không? Mà rất là bình tĩnh luôn á. Bình tĩnh mà sao cái giọng lúc đó ra ma quá ha. Thiệt không? Vậy luôn. Vậy luôn á hả? Mà mặt bình tĩnh lắm kiểu không. Cái sau em nói thiệt. Cái mặt không như tưởng tượng em là mấy ông chồng sẽ không giống phim. Không giống phim. Ông sẽ không có trời ơi hay quá, nào ôm vợ ba vòng vòng cái kiểu hạnh phúc lắm rồi. Vậy thôi đó. Vậy là phim nè, nhưng mà phim Ấn Độ. Chồng Ấn Độ. Mình coi được đúng đó, mình chán mình bỏ đi chỗ khác thì mấy ông mới cho nên chồng em không có gì ngộ lạ đâu. Vậy là ảnh bình thường. Ảnh rất bình thường. Vậy thì còn phản ứng của em như thế nào? Cảm xúc của mình lúc đó nó ra làm sao? Lúc đó em chỉ thấy lo lắng thôi. Tại vì thật ra em cũng rất là mong muốn mình có con với Văn Anh. Nhưng mà cơ bản con người em là em nghĩ rằng mình không có đủ cái tố chất là mẹ. Em là nghĩ, do em nghĩ và em sợ là mẹ. Em sợ, cho nên là lúc đó em lo lắng là em không biết là mình làm mẹ là có tốt hay không. Rồi nhưng mà không, em chưa lo tới chỗ đó, mà em chỉ lo là không biết mình có dưỡng thai tốt hay không. Em rất là kỹ, em đọc tài liệu, thậm chí bác sĩ nói con cứ bình thường đi. Có khi là mình kỹ đến mức mình căng thẳng. Em căng thẳng luôn á chị, tức là em bị ngén 3 tháng đầu em không có đi đâu được hết, bác sĩ bắt em phải nằm vừa hết 3 tháng. Tự nhiên em thấy em hết ngén, em hết khó chịu, em khỏe luôn á. Cái em sợ chị, em sợ á. Tại em đọc á, em đọc bài, em nói là nếu tự nhiên mà hết ngén là rất có thể là có vấn đề á. Đọc bài nào nghiệt vậy? Cái bài nào nghiệt ngã vậy? Cái bài nào nghiệt vậy? Em lo, em nói tự nhiên khỏe quá vậy, không biết có vấn đề gì không. Em lại phải đi check. Kiểu như mang thai là phải mệt, mang thai là phải bị hành. Thì bác sĩ nói bình thường, tại sao con phải lo, tại sao con phải muốn mệt. Cái em vui vẻ trở lại. Nói chung em vẫn luôn trong tình trạng rất là căng thẳng và theo dõi rất là kỹ. Suốt ngày em cứ kêu đạp đi con. Mình bị bất an vì nếu như con mình nó nằm im, nó ngủ là cũng không chịu. Đạp đi con. Xong có lúc mà nó đạp thì trời đau. Lan với lại chị Tô Nhi vẫn thường hay nói rất là nhiều, đó là chúng ta nên tìm hiểu nhiều cái cổng thông tin, nhưng chúng ta phải chọn lọc thông tin. Bạn này không biết đọc thông tin ở đâu, nghe là lo liền. Nghe thông tin đó là tự nhiên bản thân lo lắng liền. Cũng may cũng may là nhờ bác sĩ làm cái màng lọc để gạn bớt. Nhưng mà em thấy thì mình có lo lắng thì cũng tốt đi, cũng đỡ hơn. Tự vì mình lo thì cũng không mất cái gì. Đúng rồi. Sau cái 3 tháng ngén đó, là mọi chuyện nó suôn sẻ vui vẻ hay là mình có áp lực gì thêm hay không? Em thì không có bị gì. Em chỉ bị giống như những mẹ bầu khác là mệt mỏi rồi nhức lưng, nhức tay, nhức xương cái gì, chắc do tuổi cao rồi. Tuổi cao trời ơi. Chị không có cửa gì luôn bây giờ. Mà em là tạng người yếu nữa. Không có tập thể dục, cái bụng em hơi nhỏ, cho nên khi mà siêu âm thì bác sĩ nói chân em bé có thể hơi cong.
mà bác sĩ dùng cái từ á, khòèo. Khòèo. Em sợ cái mình hình dung ra cái từ khòèo là một cái từ rất là công bằng luôn, đúng rồi, bệnh lý. Sợ chữ khòèo lên á, trời ra cái hình em nói trời ơi. Ê khoan, đến đoạn này thì tôi nhận ra ở bạn này có một vấn đề. Ở em có một vấn đề, Tú Vi, đó là thực ra cái thông tin người ta không có vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ là em định nghĩa thông tin. Cái suy nghĩ của đó định, ví dụ như là khi mà bạn đang ngán và bạn hết ngán, điều đó có nghĩa là có một vài dấu hiệu bất thường trong thai kỳ. Mà cái từ bất thường ở đây ý người ta là có thể là từ xấu nó chuyển thành tốt, thì bà thấy chữ bất thường thôi, là bà hình dung ra chữ bất thường. Chắc vậy, khoèo. Lo lắng quá. Khoèo thì nó có nhiều mức độ khoèo. Tự nhiên khoèo trong đầu bà là nó trở thành một cái gì đó. Sợ được. Lắm. Rồi sao? Xong rồi bác sĩ khuyên là không sao, tại vì thật ra thì em bé sinh ra cái mình nắng liền. Nắng liền thì khoảng chừng tháng 2 tháng là chân bé bình thường lại thôi. Cái gì em cũng kêu, chồng ơi. Hôm ngày em kêu ổng chắc 200 lần đấy, nhờ ổng làm hết Vậy thì trong thai kỳ chị nghĩ là cái vấn đề về sự căng thẳng chắc ở em thì không đâu. Nhưng Văn Anh chắc không. Ổng ổng o gầy mà. Thật ra ổng là một người rất là vô tư, ổng không có than gì hết. Ổng là người lạc quan, không phải vô tư nhưng ổng rất là lạc quan. Có vấn đề gì thì ổng giúp em, giúp được thì giúp. Nhiều khi lúc đó ổng cũng phải có công việc, có nhiều đêm á, ổng cũng phải thức làm việc này nọ. Nhưng mà buổi sáng thì ổng vẫn chăm em rất là kỹ. Thậm chí là em đói lúc 4-5 giờ sáng thì ổng cũng thức dậy để ổng. Một á là ổng nấu ăn cho em, nếu như còn nấu ăn, hai là ổng sẽ đi mua rồi ăn cho em. Chắc là nhìn thấy em thảm quá cho nên là chồng em cũng thương. Tức là lúc mà em ngán em không ăn được cái gì đó chị, em chỉ ăn được giống như là cháo rồi xong uống sữa. Nhiều khi uống nước mà em cũng muốn ấy ra luôn á. Thật ra đó là một đàn ông rất là tâm lý đó chứ. Thật ra cái sự bình thản của Văn Anh chị là một rất là bình thản. Đúng rồi. Cái sự bình thản đó nó là phản ứng rất là tích cực luôn trong cái giai đoạn đấy. Nhiều khi nên như vậy. Với lại vậy nào một ngày bị gọi 200 lần á thì tốt nhất thì nên bình thản. Bình thản đi thôi chị. Chat với mẹ bỉm sữa, tổ chức địa hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961 076. Cái lúc mà em sinh ra chị, em không có lo bất kỳ chuyện gì á, tức em cũng rất là mạnh mẽ, kiểu rất là dũng cảm nha. Giỡn chân thôi. Chỉ có em hỏi Văn Anh á, giỡn chân giống em. Chân cuốn sao? Văn Anh nói ok. Thì bác sĩ cũng nói ok. Em xong rồi em vui vẻ tươi cười. Văn Anh thì rớt nước mắt em cười tươi lắm. Bây giờ cái chuyện mình đi sanh mình phải khai thác cho thật là kỹ. Em phải chia sẻ thật là kỹ cái lúc mà mình đau đẻ, cái ngày hôm đó nó như thế nào. Cuốn nó không có quay đầu. Em nhớ hôm đó em 38 tuần đi khám thì bình thường thôi. Xong rồi bác sĩ nói là chưa quay đầu, tuần sau đẻ. Cái em nói ủa, em nghĩ là giống như em nghĩ tầm 40 hoặc 41 có thể là ấy, nhưng mà mới có 38 xong nói tuần sau đẻ. Em với Văn Anh kiểu nhìn nhau xong không nói nên lời luôn á chị. Cái đi về nói với mọi người là tuần sau con đi đẻ nha mọi người. Cái xong mẹ em cũng hết hồn, ba chồng em cũng hết hồn luôn. Xong mọi người chuẩn bị thì tới đó em không biết đau bụng đẻ là gì hết á. Em chỉ có chuẩn bị lên bàn mổ rồi mổ vậy thôi. Rồi đúng em, cái ngày chị định mổ rồi coi như em là tắm rửa bị sạch sẽ, mặc đồ đẹp đúng đẻ rồi đi. Trang điểm nhẹ. Mà vô phòng mổ có bị tẩy trang không? Trang điểm nhẹ lắm chị, không ai biết hết trơn. Ở lúc chị đi sanh á là chị đau bụng đẻ mà chị rất là sợ xấu. À vậy hả? Chị cũng cười có thôi, chị gồng mà chị cười. Chị cũng có trang điểm nhẹ mà chị gồng. Gồng mà không để cho người ta thấy mình gồng mà vẫn ráng miệng chi. Em không biết đau, không có, lúc mà đẻ thì không có đau không gì hết trơn á, em bình thường lắm. Em chỉ nhớ lúc đó em nằm thì em rất là gọi là háo hức mà chưa thấy Văn Anh vào, tự vì người ta nói là chồng sẽ vô. Thì lúc mà mổ rồi nó sẽ rạch ra rồi thì tự nhiên có một bàn tay nắm lấy tay em rất là ấm áp. Xem hôm qua em thấy ông Văn Anh đang ngồi cười, thế là em lại an tâm hơn nữa. Trời ơi chị, ở trong cùng mở nhạc gì bao ngày mẹ ngóng. Anh Nguyễn Văn Trung ơi, em đang chờ nghe tiếp coi là phản ứng của Tú Vi khi mà nghe cái bài đó như thế nào nè. Em tức là thật sự mình đang cũng rất là cảm động và mình đang muốn, nhưng mà tự nhiên mình nghe cái nhạc nó hợp quá, cái xong mình mắc cười chị. Mình thấy ủa sao tự nhiên cho vô cái hội nhạc nó hợp, xong mình thấy nó mình cười kiểu gì, mình nói cái này nó sắp đặt quá. Phản ứng cô này ngộ quá chứ. Em mà mỗi bị ngừa. Mỗi lần mà em nghe cái bài đó là em khóc đó. Em khóc chị, lúc mà em có bầu ấy, mở ngay bài đó em hỏi em thế là rất nước mắt. Em nghĩ tới lúc mà em sinh chồng chắc em cảm động động lắm, ai ngờ mà ông Văn Anh thì ông rất nước mắt. Em vẫn quay qua em cười vậy đó. Mọi người nói mẹ Vi giỏi quá. Thế là em cũng tươi lắm, không có vấn đề gì hết luôn. Cho tới khi mà vô phòng hồi sức rồi chờ bé cuốn vô. Lúc mà mình mổ xong là mình đâu có được tiếp da với em bé. Em có được tiếp không? Da. Được tiếp da. Cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào? Lúc đó thật sự em chưa có cảm xúc gì, không có cảm xúc gì mãnh liệt hết chị. Em thấy em đang phân vô em biết. Ồ đây là con mình hả? Em nghĩ trong đầu, chà sao nó xấu dữ vậy? Nhăn lại. Mấy ký? Nó nhỏ lắm.
khoảng nhỏ thì em dễ nhớ nhỉ? Là khoảng 2 kg 7 thôi, lùi 4 kg nên không thấy nhăn, chị xin thường. Trời ơi, ngưỡng mộ. Cũng, cũng có tự hào. Cũng có tự hào. Chị mỗi lần hồi xưa mà nó đạp em là em thấy nó kinh khủng lắm rồi á. Nó đạp chị muốn văng giường hoài. Mà em nghĩ là đau đẻ chắc nó ghê lắm luôn. Xong có lúc mà em sinh mổ thôi em nghĩ thôi kệ đi. Trời ơi, chị super đấy. Như vậy thì super đấy. Đau không chịu nổi. 4 kg là nó mập bằng con em đúng 1 tháng á chị. Nhưng mà em rất sợ đau. Thế thì cái cú mà y tá buộc em phải đứng lên, đúng rồi, sau mổ đó chị, thì sao nhớ đời luôn đó. Em đứng lên em đi toilet á để tập đi á. Trời ơi chị ơi, cái video đó em ngồi xuống mà nó trời nhanh đi nhanh đi, mà nó khó lắm, tưởng nó đau quá mà. Trời giờ nhớ lại em cũng choáng váng theo luôn, mà nó đau kinh khủng khiếp luôn, là em không, coi như em không nghe được cái gì ở ngoài nữa hết. Ba chồng em với chồng em là canh xong rồi, cái Văn Anh vừa dắt em ra khỏi toilet để em kêu ba ơi, kêu ba qua đây, kêu ba là ba tới, ba một tay Văn Anh một tay là lôi em tới, là em nằm xuống lại á chị. Coi như chỉ cần mấy giây nữa mà em không nằm nữa là em nghĩ em té cái đùng nó luôn á. Em không đau còn thể thấy cái gì, em không còn đau đến như thế, em đúng. Không, trời ơi, diễn tả sao ta, cái não em bắt cái chân em phải đi nhưng cái chân em không đi được, nó lết gì nè, nó lết luôn á, nó không nhấc lên được luôn á chị. Nhưng mà mình cũng phải đứng lên, tại vì em phải hút sữa. Em phải hút sữa xong rồi giao sữa. Trời ơi, em nhớ cái cảnh, thực ra em không lăn được luôn á chị, em không quay qua được, em có nằm cứng đơ vậy nè. Đêm đầu tiên qua đêm thứ hai mà cái giường bệnh viện á thì nó bằng cao su hay là cái nệm của nó không nóng. Ấm mồ hôi, trời ơi, em ướt hết mồ hôi. Ở trên này thì em á thì nó lạnh, ở dưới đây á thì là nó nóng, cái người em nó khó chịu vô cùng. Mà Văn Anh nằm cái bên ngủ hết khò khò, tại vì ổng quá mệt, em cũng không dám kêu á. Tới khoảng 5 giờ thì có người kêu thay, nói là dạ thay này nọ, thì kêu 6 giờ bé cuốn qua. Thế là em thích cái cảm giác đó lắm, em thích cái cảm giác mà sáng ở bệnh viện có người chở bé cuốn, người mà đẩy bé cuốn qua, đẩy xe cho bé con tới rồi nè, em tới rồi nè gì đó. Cái xong rồi em nhìn lên thấy con của mình thơm tho sạch sẽ nằm ở đó, em rất là thích luôn. Này cho bú. Đợt đầu thì bú nó cũng khó khăn lắm á, trời em bị chảy máu luôn mà. Vì không có sữa về hay là vì con ngậm sai khớp? Sai. Sữa thì lúc đó có sữa non rồi sao. Ồ, cái lúc mà hút sữa xong mà cái giọt sữa đục đầu tiên nó rớt ra, em với Văn Anh nhìn nhau kéo mừng rồi, hạnh phúc lắm luôn á. Giọt đầu tiên mà nó văng ra phát, trời ơi mừng lắm luôn á. Em hút ra được 30 ml à, mà con lúc đó em, con em đang đói mà em như là zombie á, đi lết đưa cái hộp sữa cho nó uống. Mà lết tự đang vẫn còn đau, mà đi như zombie trong cái hành lang mà chỉ không có ai đó, một mình em lết thì chạy nó đau nó hoài luôn á. Bé này nó buồn cười, mình mới sợ đau. Sanh thường thì nó có cái đau khác, sanh thường nó sẽ lành theo kiểu thường, đúng rồi, lành theo kiểu tự nhiên, bởi vì cơ chế sinh nở là cơ chế tự nhiên mà. Vẫn rất ngưỡng mộ những chị có thể sinh thường á. Chuyện sinh thường hay sinh mổ đôi khi do phần số có thể liên quan đứa ở trong á, đứa ở trong mà nó khỏe bằng mọi giá, nó bường, nó bò, nó trường, nó đòi đi ra. Ví dụ như con em là nó không quay đầu, nó không quay giờ đẻ kiểu gì, hình như là khoảng 7 tháng thì nó lại quay. Nó quay xong quay nó quay lại thì quay vòng vòng đó. 3 ngày thì xuất hiện, 3 ngày lẽ ra 2 đêm thôi, em xin ở thêm đêm chị, tại trong đó sướng quá đúng không? Đúng rồi chị. Cái chị mà đẻ cùng em với nó, trời em sao vậy, trời đi chị muốn về lắm rồi đó, sao em còn ở lại đêm vậy. Em như tiên ấy, em biết em về tới nhà là em sẽ như con điên. Như vậy thì về nhà thì như thế nào, chăm con nhỏ ra làm sao? Cái đêm đầu tiên không biết tại sao bé cuốn nó khóc nguyên một đêm luôn á. Xong rồi nó không chịu bú, rồi nó rất là ghê á, nó đang ti em á, mà lúc đó em hút sữa ra em cho ti bình, nó không chịu bú bình. Đưa vô rồi nó núp xong nhìn lên nó thấy mặt em, cái nào nó đẩy ra kiểu nó là ủa bà ở đây sao bà cho tôi bú bình chi. Xong rồi qua hôm sau nếu mà cô tại vì em có nhờ cô gọi là cô gọi là sao hộ chị lý hả? Chắc là vậy quá, tới tắm cho con em buổi sáng, cổ cho thì nó bình thường, nhưng mà tới lúc cổ về rồi gặp mặt em nữa là nó lại không chịu ti bình. Đó thì phải cũng luyện một cái khoảng thời gian mấy ngày thì bạn ấy mới quen qua ti bình. Em hút sữa ra em cho ti để có gì em nhờ Văn Anh nó san sẻ việc cho con bú giùm em. Thật ra hút sữa nó cũng kinh khủng khiếp luôn. Đúng rồi, em cũng bị tắc sữa vài lần á, rất là đau. Những lần đó thì em nhờ cuốn nó lại giúp mẹ đi con. Thế là nó bú là nó sẽ thông lại. Thông xong cái quá trình chăm con của mình nó có khó khăn và vất vả nhiều không? Hình như là chỉ có 2 vợ chồng chăm thôi đúng không? Dạ, 6 tháng đầu là chỉ có em với Văn Anh thôi. Em thì lúc nào cũng lo sợ, chị biết rồi đấy. Cúp đầu em cũng hơi vất vả về phần tâm lý của em thôi. Thì sau đó thì em cũng cố gắng để cho nó bình thường trở lại. Bằng cách nào? Em nghĩ là do mình quen á, cho nên mình quen với lại cái khối công việc đó,
và em chia sẻ với chồng em và em nói chuyện với lại bạn em. Đợt đó em cứ phải nhắn tin á, em nói là mày nói chuyện với tao đi, giống như là văn sinh người ta phải nói chuyện với mình để cho mình đỏ mình nó thoải mái xíu, tại vì thật ra tinh thần em á rất là kém, rất là yếu. Em giải tỏa bằng đó em coi game show chị, coi mấy game show mấy anh chị chơi em thấy vui, thế em cũng thoải mái được. Em có bị trầm cảm sau sinh không? Là đó. Là đó đó hả? Là đó đó. Trầm cảm nó có nhiều chủng lắm, nó có nhiều biểu hiện hành vi. Nhưng mà đó là một dạng đó. Đó là cái chuyện mà lo âu rồi bất an rồi sợ hãi. Em nhớ lúc đó em khóc hoài luôn á. Trong khoảng 3 tuần đầu tiên. Nhìn cái màn động đậy mà khóc đúng không? Nhìn cái màn động đậy mà khóc lại là đang nằm gì nè, cái đèn cửa nó lấp lấp gì nè, người khóc. Số nào bà cũng đau lôi chuyện. Chị cũng chứ chị nó cực trầm cảm lắm. Rồi. Thì đúng. Chị nhìn đó. Mặt tôi bây gì nè. Mặt tôi bây gì nè. Vậy là chị cũng bị trầm cảm. Kiểu như tìm được đồng minh hay gì. Lúc mà em có bầu ấy thì em nhớ hoài cái một cái comment của anh Thành Lộc. Đại khái cái comment đó là nhớ giữ sức khỏe và giữ tinh thần thật tốt, tại vì đa số tất cả những phụ nữ sinh xong sẽ đều rơi vào trạng thái trầm cảm. Thì lúc đó em còn nghĩ trong đầu là không, em sẽ không bị đâu. Em không bao giờ. Cái xong rồi cái lúc mà mình bị như thế thì em nhớ lại cái comment của anh Thành Lộc ấy, em mới nghĩ có thể đây là một triệu nó đó. Triệu chứng của trầm cảm. Thì đó, mình mới có những cái cách để mình giải tỏa bản thân nhiều hơn. Đi ra ngoài chơi nhiều hơn, đi cà phê, cà pháo. Rồi mới có một tháng mấy mà dứt nó đi ra ngoài cà phê luôn. Lan rất là ủng hộ về cái việc mà mình nên giải phóng bản thân mình. Đúng rồi. Để mình đưa con mình đi ra ngoài chơi. Đừng có sợ là 1-2 tháng rồi em bé còn nhỏ, còn yếu. Đừng có sợ ra gió. Dĩ nhiên là nó vẫn nằm trong cái sức chịu đựng của con. Thì đúng nên rồi. Chứ nên cho con làm quen dần với nhiều cái không gian, môi trường khác nhau. Và bản thân bà mẹ rõ ràng là được cải thiện rất tốt về tinh thần khi mà mình bước ra khỏi 4 bức tường. Đến bây giờ em vẫn vậy. Nếu mà buổi sáng nào rảnh mà Băng Anh dắt em đi uống cà phê rồi là em sẽ rất là vui, giống như sáng hôm nay chẳng hạn. Tội không ăn anh quá. Ủa sao vậy chị? Phải rảnh dẫn mà đi cà phê thì ngày đó bà mới ổn. Ông chị chưa ổn mà. Nha Vân Anh. Em ổn, em ráng ổn nha Vân Anh nha. Cái lúc mà bắt đầu cho con ăn dặm thì như thế nào? Em đọc sách nè, rồi em coi mấy cái thực đơn của Nhật. Nói chung em làm theo cái kiểu Nhật, tức là không có gia vị gì hết á. Cho nhai thôi em, luôn em không? Vẫn cho rây, dây rây. Sau đó thì em mới cho ăn thô, nhưng mà em không làm được cái kiểu mà cho tự ngồi bé tự bóc bay hả? Tại vì em thấy cái đó thứ nhất là nó bị phí đồ ăn, thứ hai là em dọn cũng mệt mà nó hơi, nói chung em không đủ cái kiên nhẫn để mà em, với lại em sợ nó bị trớt một lần ấy. Không phải trớt mà nó bị nghẹn ấy chị. Hốc. Bị hốc ấy, ăn xong trời ơi, em xanh mặt luôn ấy, xong sau đó em đổi em cách. Em không dám. Mà hai mẹ con có vấn đề gì trong cái quá trình ăn dặm đó không? Có cãi nhau không? Trời ơi, cãi với Nguyễn Lê Thị Cuốn là stress luôn á. Lê Thị Tú Vi có cãi với Lê Thị Cuốn không? Ủa sao chị nghĩ em có thể? Tại Facebook em đâu có để chữ đó đâu. Có, trời ơi, bé Cuốn nó cũng mạnh mẽ giống như là mẹ nó vậy đó. Nó cũng sẵn lắm. Trời ơi, như là em đút mà không ăn là vậy nè. Không. Trời ơi, rất biểu cảm luôn. Vậy đó chị. Không ăn là không vậy á, xong rồi phải dụ hết cái này đến cái khác. Có nhiều lúc em điên lên kiểu như em la lên, cái em lại thấy mình vớ vẩn, kiểu như nó có biết đâu mà la làm gì. Sau đó thì tự điều chỉnh lại bản thân mình cũng nhẹ nhàng hả chị? Cũng nhẹ nhàng hả? Nhẹ nhàng là do cách nhẹ nhàng kể là do thôi. Cách em kể. Có thể những đứa trẻ khác nó sẽ phản ứng nó mãnh liệt hơn, nó quăng đồ hoặc là gì đó. Còn bé Cuốn thì chỉ cần giống như dụ một chút xíu mà cho nó ăn muỗng đầu tiên thôi mà thấy ok là chén nó sạch bách. Còn nếu mà không ăn thì bà ấy sẽ không ăn luôn, kiểu vậy. Tính ra là rất lập trường. Đúng rồi. Rất lập trường luôn. Vẫn tới bây giờ vẫn vậy á chị. Em phải đổi một cái món khác. Bé không thích ăn khoai mỡ mà rất thích ăn khoai lang. Thì mình sẽ biết được mấy cái đó để mình ăn. Không, nhưng mà như vậy thì sẽ là một cô gái mà sau này đỡ cho em rất nhiều. Khi mà con có sự phát triển về ngôn ngữ, cái tính chịu trách nhiệm của con nó sẽ cao hơn. Và ví dụ trong việc lựa chọn thực phẩm và thức ăn mỗi ngày, giờ con ăn gì con chọn đi, và con chọn thì con tự có trách nhiệm với cái bữa ăn đó của con. Thế bây giờ em cũng hỏi, em cũng hỏi là bây giờ con muốn ăn chưa? Ăn. Đó là ăn. Là sạch bát. Còn giờ mẹ cho con ăn gán sữa nha. Không. Là biết là không. Như vậy là tức là Tú Vi nuôi con theo cái cách là đói thì cho ăn. Dạ, chứ không có cái khung giờ. Thật ra thì em cũng canh để những cái khung giờ đó là bạn sẽ đói. Chứ em cũng không muốn ăn lung tung quá thì sợ bao tử nó cũng không có tiếp thu tốt được. Vậy là cũng có cái sự kết hợp và cũng có cái sự nghiên cứu và quan sát con mình rất là kỹ. Chính xác. Cuốn là con gái thì có lẽ là theo ba đúng không? Dạ, yêu ba. Yêu ba. Yêu ba lắm. Em nắm tay ba là không có cho luôn á. Em mà nắm tay ba nó không cho. Không vậy đó. Tuổi thân không? Em thấy vui mà. Em thấy rất là mắc cười luôn. Tại vì cái lúc mà em mang thai Cuốn, em luôn nghĩ trong đầu là con sau này lớn lên phải thương ba.
Bởi vì ba của con rất là thương mẹ và thương con. Em có bao giờ bị một cái cảm giác khi mà hai vợ chồng cùng đi làm về xong rồi nó mừng có mình ba đúng, nó có bị cảm giác đó có chưa? Chị nó nhìn em xong đó chị đồng cảm quá chị ngày xưa chị cũng bị cảm giác đó là chị muốn quay qua chị nhốt mình vô trong toilet luôn. Rất giận. Em nghĩ là do ba hay chơi với lại các mấy đứa trẻ con á cho nên kiểu nó thích ba nghĩ ra những cái trò chơi rất là độc đáo lạ lùng hai cha con chơi nhau em biết chơi gì với nhau mà cười hát sao em quay qua em thấy vậy đó hả cũng nghĩ ra để chơi được em chả chơi với là cuốn nhiều cho nên là bà ấy cũng không thích em lắm. Từ từ thì ngủ thì sẽ kêu mẹ đó, đó thấy chưa em rất thích khúc mà cho nó ngủ cho cuốn ngủ là cuốn sẽ kêu nhé 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 xong rồi lại ôm xong rồi nằm trên người ôm xong rồi cái cả mũi xong rồi nựng nựng em lúc đó mình cảm thấy em tự hào vô cùng. Dạ đúng rồi cảm giác một người mẹ còn ba ngày thì không phải là một người mẹ nữa rồi giống như ô xin hay là gì giống chúng nuôi. Thì dĩ ích một ngày các bạn cũng đã trải qua rất nhiều cảm giác của nhiều vai trò tính ra cuộc sống cũng đầy đặn lắm đó. Giống như người ta có cái câu á chị Lan là nhiều khi mình tưởng mình đã biết hạnh phúc là cái gì rồi nhưng mà tới khi mình có con thì mình lại biết được cái cảm giác khác nữa. Mình nhân cái cơ hội này mình có một cái điều gì đó mình muốn nhắn gửi đến ông xã mình không? Vâng anh ạ. À. Em vẫn hay nói những điều này thường ngày với anh. Đó là em rất là yêu anh và em mong rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu của anh dành cho em và bé Cuốn. Em không mong anh thay đổi gì hết, chỉ mong anh vẫn cứ như bây giờ. Và nếu như vậy hoài thì càng tốt hơn. Bây giờ thì em vẫn hạnh phúc rồi. Chỉ có điều nếu như mà mỗi buổi sáng ghét em đi cà phê có mệt mỏi thì cứ nhớ nói cho em biết. Để em chuyển vào buổi tối. Rất là cảm ơn Tú Vi. Cảm ơn câu chuyện của em ngày hôm nay mang đến cho mọi người. Công việc tuổi tác quê quán của mình casting luôn á để bạn còn làm việc. Dạ em là họ tên là Nguyễn Chí Trung, sinh năm 1988, quê quán địa chỉ là xã Hòa Nhân, tỉnh Bình Định. Công đang việc làm việc ở đâu em? Đang làm việc là làm việc tự do tại địa bàn Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên. Công việc em là gì? Công việc em là nhập hàng cà phê ở Gia Lai, Đắk Lắk về đi kiếm mối các cái quán cà phê bỏ trên cả nước. Và em lấy trà uống á, trà ở ngoài Bắc á, trà ở tỉnh Thái Nguyên về đem gói đi vào những cái tạp hóa bán hàng. Và bỏ sỉ bỏ lĩ trên toàn quốc. Những anh chị có nhu cầu ước mơ kinh doanh thì em sẽ chia đơn hàng ra và hỗ trợ kỹ năng bán hàng về để anh chị có thu nhập. Đó là công việc của em trong hiện tại. Hay quá. Rồi để chắc chị kiếm em rồi để chị bỏ sỉ bỏ lẻ chị kinh doanh thêm kiếm cơm coi. Rồi rồi em làm vậy là em chạy đi bỏ mối luôn hay là em lấy về rồi sao? Em làm cái công việc này lâu chưa? Dạ, em làm em bước ra riêng công việc này thì đầu 2019 chị. Em ra riêng với vốn 20 triệu đồng. Ồ, cũng ghê ta. Rồi bây giờ vốn lên bao nhiêu rồi? Vốn bây giờ gấp đôi thôi. Gì mà gấp đôi, làm 4-5 năm mà gấp đôi không? Dạ, ít mà, làm đủ đáp đổ qua ngày chứ không có dư. Trời ơi. Rồi nếu đàn ông mà làm tiền nhiều là đâu bé vợ đâu. Vậy vợ con rồi giờ có tiền lo cho vợ con chưa? Có nhà cửa đất đai, kinh thu nhập ổn định chưa? Em chưa có nhà, em còn ở trọ. Là em làm ở Bình Định luôn hay sao? Dạ, em làm ở 10 huyện của Bình Định và thị xã Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi và thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên. Rồi, hơi Trung nói một chút xíu điểm mạnh, điểm yếu đi, rồi tình yêu, tình trường của mình sao giùm chị? Chủ động chia sẻ nha. Dạ. Em thì... em đã trải qua gọi là kết hôn là em 2 lần vợ. Em 2 đứa con. Rồi nói luôn đi. Sao mà chia tay hai cái hôn nhân đó làm sao mà kết thúc? Cái người vợ đầu tiên kết hôn 2010 và ly hôn 2013. Lúc đó thì em rất là khổ, gọi là công việc không có ổn định. Đi làm ngày 20, 50, 100 nghìn thôi, không có ổn định. Gia đình thì phải nói là trên cả chữ nghèo. Ba em thì chết sớm thì bệnh tật. Khi đó em cứ vợ mà em
em tự đi vay 15 triệu về em tự tự cứ cứ vợ mà. Tóm lại là em xuất thân ra là từ một con nhà nghèo, cho nên là gia đình phía vợ em là gia đình có điều kiện, gia đình rất đàng hoàng, và giống như là em ưng em sống với họ là em phải phụ thuộc vào gia đình của họ, nói sao em phải nghi vậy, còn nếu em không nghi thì tự mà cũng quá đi. Thì em chấp nhận ra đi là đến năm 2000, đến 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 năm 2021 á, cái năm mà dịch mà đếm chốt 4 năm tháng á, em cũng quen ở trên mạng một người người đã đang làm Sài Gòn mà cũng là người Bình Định, người đã lớn em 3 tuổi, cách em 40 cây số. Người đó thì cũng tạo chịu khó làm ăn, nhưng mà người đó về cái tâm sinh lý là họ rất mạnh và em chấp nhận đầu hàng. Đây là em nói rất thật sự. Có nghĩa là vợ em giống như là nó mang một cái bệnh dâm của người phụ nữ vậy. Có nghĩa nó thì bây giờ ngày 3 lần, 4 lần gì cũng được. Em chấp nhận đầu hàng và vợ em đã chấp nhận đi kiếm một cái anh tài xế đó là lớn em 10 tuổi, chạy xe Tiến Hương Bình Định vào Sài Gòn. Xe đậu tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 mà. Rồi em sau khi mà họ sống với nhau là em ly hôn và em đã có quyết định của tòa án là 28 tháng chạp năm vừa rồi. Đó là cái điểm yếu của em. Còn bản thân em thì bài bạc số đề là em không có chơi, thuốc em cũng chưa hút, bia thì em có uống uống nhưng mà mình làm chủ bản thân chứ không phải là uống nhậu để la cà sáng những chiều xe, thì em không có nằm trên cái vị trí đó. Em thì hay nói nhiều nhưng mà nói là chia sẻ chứ không phải là nói để mà ép chế người khác hay là gây khó chịu hay là vấn đề gì đó, nói rào rào chứ không để bụng, tại vì em đã từng làm lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và em đã lên trưởng nhóm cấp cao năm 2000, năm 2009 á, lý 10 á, em đã học những cái lớp của trường dạy, cho nên là em cũng 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 thấy nhiều cái nó cũng hay. Đó là công việc của em, đấy là Rồi điểm bây yếu giờ và điểm con mạnh. cái. Con Con cái cái thì thì ai nuôi? Làm sao? con cái thì ở với mẹ, đứa con trai thì năm nay là nó học lớp 7 là em lo cho nó kỳ 2, cứ chia ra một người kỳ 1, một người kỳ 2, còn nếu mà ai không có khả năng á thì em đem về em nuôi. Còn đứa con gái thì bây giờ là nó ở với mẹ, em không có chu cấp hàng tháng, có là em cho cái gì là em tự cho, 2 tuần 3 tuần em lên em thêm một lần, nhưng mà em muốn cho cái gì là em cho chứ không có cho theo quy định của pháp luật của tòa án. Rồi, ok em. Vậy bây giờ thì em tìm một người phụ nữ như thế nào? Chia sẻ cụ thể giùm chị nha. Dạ, có nghĩa là em nay đã 37 tuổi rồi. Thật sự thì ở đây nói mà để đi kiếm vợ kiếm con nữa thì em thấy một điều nó rất là khó. Mà em cũng tìm một cái người, ngay lúc bây giờ em muốn tìm một cái người gọi là gốc gạo nó cũng chung. Người đấy tầm khoảng 2 đứa con trở lại là em đồng ý. 2 hoặc 3 đứa trở lại là em đồng ý, mà trên nữa là mình nuôi không nổi. Rồi nó đổ vỡ về cái cuộc sống về xe. Có nghĩa là bây giờ đối với em mà có vợ không có con nữa thì em nghĩ cái từ nó rất là tốt. Nhưng mà cái trường hợp đó là em phải tìm những cái người là cùng cảnh ly hôn, chứ còn con gái lớn lên này kia nọ là không thành vấn đề. Nhưng mà cái người đó là gia đình là không cần giàu, càng nghèo càng tốt, và phải có chí làm em có công việc ổn định. Rồi. Lúc còn còn công việc mà em làm á, thì ngoài cái công việc mà em đang làm ở đây ra thì ở tại cái đất Bình Định em là thị xã Hoài Nhơn á, thì em chạy bên cái mảng là giống như người dân người ta khó khăn về cái mảng sổ đỏ giấy phép xây dựng, là em sẽ gửi một số anh em nhà đất hoặc là ủy ban người ta giúp, và ngoài ra là em có chạy bên cái mảng giúp bên cái mảng là án đi trại á chị, có nghĩa là người ta không may có con có cháu đi tù, vào trong tù thì nó có cái quy định mà giúp trong cái ngành công an của quy định của trại các trại giam, thì chỉ có gì chị biết em nói nôm na chị hiểu mà, chỉ có cái cần chị quen trong đó thì chị gửi vào máy xếp nói được là được thì được thì mình giúp được thấu cái dễ thì họ cho nhiêu cho, còn cái khó thì mình phải ra một cái giá tiền công để mình có cái khoản thu nhập mình đi lại. Đó là Rồi, công việc của em. Dạ. ok em rồi, chị ghi nhận ở đây á.
Nếu mà được chọn thì bên chương trình sẽ liên hệ lại trao đổi thêm với em. Đi ghi hình ở trong Sài Gòn thì là em cũng đi được bình thường đúng không? Sắp xếp Dạ em được. đi. Em đi Sài Gòn liên tục, em mới đi Sài Gòn về cách đây 3 bữa mà. Ok, vậy thì được rồi. Bên chương trình sẽ báo cho em cái thời gian. Rồi mình sắp xếp để mình tham gia nếu mà được ha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Anh mà năm nay 30 tuổi, sinh 1993. Rồi anh Nhàn, mình đang làm công việc. Hiện tại anh là dược sĩ của chuỗi nhà thuốc Mạc City. Gì anh? À là bây giờ anh đang đi làm luôn hả? À không, anh mới hết ca, anh mới chạy vào phòng. Rồi mình chia sẻ một số cái điểm mạnh cũng như là điểm yếu của mình nha anh. Điểm mạnh trước đi ha. Điểm mạnh thì mình nấu ăn cũng khá ngon, cũng hiền nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Còn cái điểm yếu là giống như hơi nhút nhát trong chuyện nói chuyện tình cảm tí. À, nói chuyện hơi tình cảm. Nói Không, chuyện ý tình cảm là là điểm mạnh chứ sao điểm yếu? không, không. Hơi nhút nhát trong cái việc mà mình nói chuyện tình cảm giữa nam và nữ á. Rồi đường tình duyên của mình sao anh mình chia sẻ luôn nha. Trước giờ thì cũng trải qua 2 đến 3 mối tình. Thì mối tình dài nhất là thời sinh viên, cũng kéo dài cũng được gần 3 năm. Nói chung là mối tình gần đây nhất là cũng được cũng gần cả năm, nhưng mà do 2 người không hợp thì mình chia tay. Chia tay trong im lặng. Rồi. Mình không hợp là không hợp về điểm nào anh, mình có thể chia sẻ luôn không để mốt mình có mối tình tiếp theo thì mình không có còn phải bắt vào những cái vấn đề đó nữa. Không, nói chung là hai bên thì không không ai mà làm cái lỗi gì hết, nhưng mà tại vì tự nhiên mình thấy cái hai người càng ngày giống như không còn dạng như họ hòa hợp nữa, nên thì mình chia tay trong im điềm thôi, nhưng mà vẫn là bạn bè bình thường chứ không Rồi từ đó vậy. tới nay thì mình có đang tìm hiểu hay là có để ý ai khác chưa? Hiện tại thì chưa, cũng đang trong công việc thôi chứ chưa để ý ra. Rồi mẫu người mong muốn của anh thì như thế nào? Thì bạn đó quê ở đâu? Hay là tính tình sao? Nói chung là quê quán thì mình cũng không quan trọng mấy đâu. Còn mà tính tình thì cũng dạng như hơi lanh một tí chứ đừng có hiền quá. Dễ thương, hòa đồng, và đặc biệt là sống tình cảm một tí. Rồi về chiều cao cân nặng hay là quê quán thì sao anh? Chiều cao thì tầm khoảng 1m6 là được. Nặng thì 50 đến 60 cũng được. Còn quê quán thì nói chung là ở đâu cũng được, miễn sao hai người hợp mà sống được với nhau là được. Chứ không nhất thiết phải miền Tây hay là miền nào hết. Rồi công việc thì anh có yêu cầu bạn đó phải làm nghề gì không? Nếu được thì chung ngành thì càng tốt, còn không thì cũng không sao. Nếu mà chung ngành thì nữa thì nó dễ phát triển hơn. Dạ rồi bên em đã có nhận được những thông tin cơ bản của anh rồi nha. Nếu như có bạn nào phù hợp thì bên em sẽ liên hệ ha. Rồi. Anh ơi, anh hình như anh đang để cái điện thoại nó sát xuống cái bàn đúng không? Dạ tiếng hơi chật chờn nghe không có được đây. Alo. Rồi ok rồi đó anh ạ, mình nghe Alo. rõ không ạ? Dạ rồi ok rồi, anh nghe rõ không? Nghe rõ, nghe rõ. Dạ rồi ok ạ, bây giờ anh chia sẻ đi, anh Tình là sinh năm 1984 đúng không anh? Đúng rồi, sinh năm 1954, quê là Quảng Bình. Hiện đang là công tác tại cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh, đóng quân ở địa bàn xã An Khai, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cơ sở cai nghiện là anh làm gì trong đó anh?
làm cán bộ tổ là quản lý giáo dục học viên cai nghiện ma túy đó. À, anh làm công việc này lâu chưa ạ? Công việc này mới làm trước Tết, trước kia làm doanh nghiệp nhưng mà doanh nghiệp đang khó khăn quá, giờ mới chuyển vào nhà nước. À, nhưng mà làm này thì có cần phải kinh nghiệm hay là kỹ năng gì nhiều không anh? Thì cái này làm cái này là cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập thuộc của thành phố Hồ Chí Minh nên là vào thì cũng phải có bằng cấp, có bằng phải có bằng đại học với thi viên chức theo luật viên chức. Ừ. À, hồi trước anh tốt nghiệp trường nào ạ? Trường Đại học Hà Tĩnh. Đại học Hà Tĩnh. Đại học Hà Tĩnh. À, là mình học xong đại học ngoài Hà Tĩnh xong rồi mình mới vào trong đây mình làm việc đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, là lực lượng thanh niên xung phong hả? Đúng rồi, lực lượng thanh niên xung phong nó có mấy cơ sở cai nghiện ma túy số 1 ở Lâm Đồng, số 2 ở Đắk Nông, số 3 ở Bình Phước và cơ sở cai nghiện ma túy ở Nhị Sơn, ở Hóc Môn, trên mạng nó có. Dạ rồi anh tình ơi, anh có những cái điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Điểm mạnh thì nói chung là tâm lý rồi tuổi lớn nên là va chạm xã hội nhiều nên là cũng trường hợp mà có quen thì cũng rất là hiểu và thông cảm, không có ghen tuông mù quáng. Về tư duy thì nói chung là tư duy tốt, nhạy bén, đọc và xử lý tình huống rất là tốt, nói chung là không để mất lòng. Về điểm yếu với tật xấu thì mình có điểm yếu gì không ạ? Điểm yếu thì có tính hay tự ái. Hay tự ái. Rồi gì nữa không ạ? Hay tự ái nhưng mà thường là mình sẽ tự ái, mình sẽ bị trong cái trường hợp nào anh? Nhiều khi trong công việc sếp la hoặc là trong bạn bè mà nói cái gì nhiều khi mình cảm thấy nó ảnh hưởng cái gì tới mình thì mình có cái sự tự ái, có tự giận là mình bỏ đi luôn chứ mình không có nói chuyện đó, mình thể hiện mà. Dạ, về tình trường của anh thì sao? Bình thường thì đã trải qua mối tình nào đâu, đang còn độc thân này đi. Chưa có mối tình nào, chưa có người yêu bao giờ hả? Chưa biết yêu mà. Chưa biết yêu hả? Ừ. Bây giờ có kinh nghiệm tán gái không? Chưa có kinh nghiệm mới lên đây, nhờ mai mối chứ có kinh nghiệm rồi thì Thôi tự mai tìm lên tự mai tan cho lên mối đây chứ. tụi em chỉ có tìm mai mối tìm người ghép cho anh được thôi, nhưng mà việc mà tìm hiểu hay là bạn gái có đổ hay không thì lại phải phụ thuộc vào kỹ năng của Đúng anh rồi, đúng chứ. rồi. Đúng rồi, cái kỹ năng thì nói chung là có sự chuẩn bị hết rồi. Thôi chuẩn bị hết rồi hả? Ví dụ chuẩn bị gì nói em nghe xem nào. Thì ví dụ mà người ta kết nối gọi là để chương trình kết nối gặp được đối tượng phù hợp thì mình sẽ liên lạc và bằng cái khả năng của mình làm sao mà để cho người ta siêu lòng hết nữa. Anh nhưng mà là anh chưa gặp được ai là đúng cái gu của mình hay là như thế nào mà 40 tuổi rồi và chưa có ai hết, chưa từng yêu ai hết. Nói chung là trước 40 tuổi là công việc nó hơi lận đận nhảy việc nhiều quá nên là chưa chưa có ổn định nên là chưa nghĩ gì về cái chuyện lập gia đình. Là bây giờ là ổn định rồi ha anh ha. Thì bây giờ mình thấy nhìn thấy được cái sự ổn định và cái tương lai nó có cái nghĩ đến cái chuyện lập gia đình đấy. Anh làm đấy thì hiện tại bây giờ là anh đang thuê nhà anh ở hả? Ở trên này anh ở với đơn vị, anh ở tại đơn vị. Rồi nếu mà có vợ con thì bây giờ là mình ra ngoài mình thuê nhà hay sao anh ha? Ở chung cư với đứa em,
Nói chung là có nhà chung cư anh em cùng mua chung rồi. Hiện tại anh em đang ở với nhau ở Dị An. Nào về nghỉ phép hoặc là cái vợ với con gì là về đó ở thôi. Rồi giờ anh mong muốn tìm mẫu người như thế nào anh Tình? Thì nói chung là như anh có ghi trên thông tin đó, thì nói chung là bây giờ tuổi anh thì không có đòi hỏi gì cao, nhưng mà miễn là hiểu, đồng cảm, biết chia sẻ với cái công việc thực tại của anh. Tại vì anh làm đây thì nói chung là cũng thời gian cũng gắt ghê, về thời gian là chỉ một tháng là được có về nhà được có 6 ngày thôi, còn ở lại tại đơn vị. Bởi vì đặc thù công việc này nó vậy nên là phải hiểu gà, chứ còn người nào không hiểu thì nó cũng rất là khó. Nó có nhiều bộ đồi vậy. Cái lại là có cái tình thương người, đặc biệt là yêu trẻ em, vì anh rất là thích trẻ con, con nít trẻ con, với là thương người. Về cái lòng thương người thì đối với anh nào cơ sở cai nghiện ma túy này, anh phải có cái tình thương, có sự đồng cảm chia sẻ thì anh mới làm được. Còn ví dụ mình phân biệt, mình ác cảm thế nào thế kia thì rất là khó. Nên đối với cái bản chất của người anh là anh rất là thích trẻ con, rất thích con nít, rất là cam và rất là thương người. Dạ. Về ngoại hình, về tuổi tác của bạn gái thì sao anh ha? Thì nói chung là cũng không yêu cầu cao, nhưng mà tuổi tác thì chắc cũng thích cái tuổi nó phù hợp, tí như là sinh năm 92 chẳng hạn, là cái tuổi nó anh tuổi tí thì thích cái tuổi mà nó tam hợp tuổi tuổi thìn với tuổi thân, hoặc là tuổi tí 96 rồi vậy đó, 96 92 rồi, nói chung là mấy cái tuổi mà nó hợp tí. Trong cái ta đặc biệt là tam hợp, nằm trong cái tam hợp tí thìn nhưng mà thân, không được những cái tuổi đó thì sao? Nếu như mà không được những cái tuổi đó thì sao? Có thể lớn hay nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi thì được ạ? Tầm dưới 35 nè. Dưới 35. Đúng rồi. Dạ. Là cũng phải chưa từng lập gia đình gì hết. Chưa, đang độc thân. Anh làm ấy, cái thu nhập hiện tại một tháng của anh bây giờ nó khoảng bao nhiêu anh? Thu nhập viên chức thành phố Hồ Chí Minh với lại công việc của anh nó đặc thù nên là thu nhập về cả tiền lương, cả tiền phụ cấp thì tầm tính tổng về cuối năm chia cả tiền thưởng nữa thì nó tầm rơi vào 18 đến 20 triệu một tháng. Mà trong đấy suốt thì cũng đâu có chi tiêu gì nhiều đâu đúng không? Thì nói chung là lương anh thì hiện tại lương theo bằng cấp, theo công việc thì tính theo lương và phụ cấp thì nó tầm là 11 triệu. Nhưng mà sắp tới đây thì đơn vị có, khi vào làm thì đơn vị có nói là cái công việc này thì Tết có những khoản thưởng gì, rồi có cái nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cái phụ cấp tăng thêm thu nhập của cán bộ viên chức thành phố Hồ Chí Minh là từ 0.8 đến 1.5 thì sẽ triển khai vào 2024. Thì ngay các sếp nói là tổng thu nhập với cái vị trí của anh, với anh là tầm 18 đến 20 triệu chia bình quân ra 8 năm. Dạ rồi. Anh có điểm gì anh không thích ở bạn gái không? Thì nói chung là cái đó thì bây giờ mình không nói được, còn quá trình tìm hiểu thì các cái cá tính của hai người mà nếu mà chia sẻ để mà kết nối nó hợp thì khác, còn cái vấn đề đó thì quá trình tìm hiểu thôi chứ giờ không nói trước rồi. Nhưng mà ý các về ngoại hình hay là gì đó, chẳng hạn như bạn gái nhuộm tóc, bạn gái có hình xăm, rồi bạn gái cao thấp mập ốm thì sao, anh có yêu cầu gì không? Cao thì như anh yêu cầu trên cái phiếu là cũng tầm 1m55 đổ lên, còn hình xăm thì tất nhiên là anh không thích rồi. Bởi vì nó phản cảm lắm, sau này già rồi, có con có cháu rồi nó vẫn lòi cái hình xăm nó ra, nó phản cảm. Dạ. Rồi. Ok, cảm ơn anh Tình ha, hôm nay buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có lịch ghi hình hay là có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Ok. Cảm ơn anh.